Vâng, là một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì em mới vừa cập bến về thêm một chiếc xe Focus sản xuất đời 2010 với số tiền là 219 triệu đồng thôi. Và bây giờ mời tất cả anh chị cùng theo em kiểm tra về chiếc xe Ford Focus này coi em nó như thế nào nhé. Chúc cho gia đình của em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ở bên gia đình mình nhiều nha. 219 triệu đồng thôi thì anh chị sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Focus sản xuất đời 2010, đăng ký là 5 chỗ ngồi, phiên bản là số tự động, đồng sơn xi, nội thất con xe này thì không thể gì chơi được. Con xe này phải nói là cần tìm đối thủ nha cô chú anh chị. Đây, anh chị nào thích những cái dòng mà 5 cửa nè, xịn sò nè, đó lấy về mình độ lên đồ chơi. Ồ, các kiểu con là điệu, nhìn rất là phong dáng, nhìn rất chi là ok nha cô chú anh chị, rất sang, rất chảnh nha. Con này dung tích xi lanh là 1.8 nha, bản số đang đeo là bản số ở Bình Phước. Xe thì đã được dán phim cách nhiệt lên về, che mưa, bốn tay nắm cửa. Nước sơn thì anh chị đừng phải suy nghĩ nha, nước sơn thì không thể gì mà che được. Đây, tắp bi tắp lô nè, rất chi là đẹp luôn. Con xe này loại là phải cần tìm đối thủ nha cô chú anh chị. Em nói nè, nó rin mà nó căng đét luôn nè, kèo cột nè, trụ A trụ B nè, vậy thôi. Vâng nè, nổi nè, đó, ốc nè, bảy màu len ken nè, đó, bản lề nè, vậy thôi. Rất là liền lạc nha cô chú anh chị. Đó, 219 triệu đồng thôi là anh chị sở hữu ngay chiếc xe Focus này rồi. Đây, tắp bi tắp lô nè, vậy thôi. Vâng, nổi rất là ok nha. Xe có hỗ trợ một màn hình camera hành trình, camera lùi ha. Đây, số tự động. Vô lăng của em nó thiết kế kiểu bốn cháu anh chị nè, nhìn thấy không? Túi khí nè, vâng, rất đẹp, trần thì được lên 6D ha. Nội thất sạch sẽ nha. Tắp bi tắp lô mà anh chị thấy là vâng nè, chủ trước người ta xài người ta rất là gìn giữ nha cô chú anh chị. Đây, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Mà chỉ có 219 triệu đồng thôi. Đăng kiểm thì con xe này còn tới tháng 8 năm 2024. Đây, với một động cơ, khoang máy của em nó dung tích xi lanh là 1.8 nha anh chị nha. Máy thì hiện tại đang nổ rất là thì thầm, rất là êm luôn. Đây, máy móc là không có độ hơi, độ hám gì nha cô chú anh chị. Xe rất là liền lạc nha, ok nha cô chú anh chị. Đó, khô, ráo, sạch sẽ, không nhớt, không nheo. Đây, anh chị thấy không? Dằn viết nè, vú bò nè, đinh tán nè, keo chỉ nè, còn hết. Này, căng đét luôn. Đó, cô chú anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp, muốn sở hữu chiếc xe Focus sản xuất đời 2010 với phiên bản số tự động này thì xin vui lòng liên hệ với em ha. Rồi, để em đóng cái nắp capo xuống cho cô chú anh chị xem nha. Tại nãy em phải nổ máy trước cô chú anh chị. Dòng Ford này thì nó khóa nó nằm đây, đó, bật capo mới mở được cái khóa nó. Với một cái form dáng thì quý anh chị thấy không? Em nó rất xinh xắn và rất là xịn sò. Xe này mà quý anh chị về mà độ lên bo ôm ốp nữa ha, ai chịu chơi móc luôn cửa sổ chờ rồi nhìn rất là hầm hố ha, độ thậm tí đồ chơi thôi. Đây, đèn bi nha anh chị nha, bi gầm nha. Đèn rất sáng, cản chiếc trước nè, rất là liền lạc ha. Mâm đúc nè, chị thơm, cái lăng đúc nè, nhìn đại không? Rất chi là xịn sò luôn. Đây, bỏ bánh thì còn được 70-80% nha anh chị. Xe này rất liền lạc nha anh chị nha. Bốn tay nắm cửa của mặt rơm rất chi là mới luôn. Đây là cánh cửa tài nè, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nè chị thơm. Ok chưa? Đẹp lắm anh chị. Vâng, biết nè, chủ trước người ta xài người ta rất là gìn giữ luôn. Đến nỗi mà cái hộp ở bên cánh cửa tài mà cái chỗ này là hay mở nhiều nhất mà anh chị thấy không? Nó vẫn còn như là len ken len span luôn, quá đẹp cho một cuộc tình luôn, nhìn không? Vâng, nổi nè. Đây, kèo cột bên chủ A nè. À, vậy thôi, rất liền lạc. Đó. Bước vào bên trong thì anh chị thấy vô lăng thì rất đẹp rồi. Đó, xe hỗ trợ màn hình. Số đồ ok. Đây, tay lái nè, trợ lực rất nhẹ, đèn còi xi nhan không thiếu một cái gì hết. 219 triệu đồng thôi là anh chị sẽ sở hữu ngay chiếc xe này. Đó, đồng sơn xi. Nội thất sạch sẽ. Quý anh chị cô chú nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp muốn sở hữu xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798022220 hoặc là 0798222220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Đây, quay cho anh chị xem cái dàn gầm bệ luôn nè. Gầm bệ thì anh chị khó suy nghĩ luôn. Đẹp, kinh khủng. Đó, len ken, len span luôn. Đó, một cái form dáng nhìn rất chi là ok. Đó, anh chị nào mà đam mê dòng Focus này ha, thì lên xem xe. Thì anh em sẽ có thương lượng cho cô chú chị ha. Xe này thì vẫn giấy tờ thì cái rút hồ sơ ok, sang tên, ủy quyền các kiểu bất cứ lúc nào nha. Đó, anh chị nào thiện chí thì xin vui lòng alo cho em. Và đây là lần đầu tiên của chú chị đến với kênh của em thì của chú chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông góc tay phải màn hình của mình để cập nhật nhiều mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại với chị một video sau.